Rồi, chú đã phát hiện ra đàn cá tiếp theo rồi các bạn ơi. Rồi, cố lên chú ơi, lông con trai này xem thế nào. Tiếp tục con trai các bạn ơi. Rồi, mẹ cá thứ 5 lại tiếp tục được kéo lên các bạn ơi. Quá đã. Rồi, chú đã nhìn thấy đàn cá rồi. Hy vọng rằng đàn cá này sẽ được chú kéo lên này. Đây cả nhà ơi, cả nhà cùng xem này. Đó. Giờ này cũng là giờ các hot girl bikini xuống bãi tắm rất là nhiều các bạn ạ. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Phan Đà Lạt. Trong video này Phan Đà Lạt đã tiếp tục mời cô chú, anh chị và các bạn chúng ta cùng đi chải cá nhé. Ở đây thì bây giờ đang giữa trưa, 12 giờ trưa. Thủy triều vẫn tiếp tục rút xa bờ. Bây giờ là đang canh me những đàn cá đối. Giờ này là đàn cá đối là vào bờ khá là nhiều của chú chị ạ. Thì còn chờ sau khi mà nó vào sát người đấy thì có thể quăng chài thôi. Có rất là nhiều điều thú vị trong video này. Hôm nay Phan Đà Lạt sẽ quay chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị. Hy vọng rằng những mẻ cá đối lớn sẽ được kéo lên từ những chiếc chài và những chiếc lưới của bà con chiều nay đi kéo lưới nữa. Nhiều người cũng đã lựa chọn phương án di chuyển qua đảo Hòn Bà trong khi mà nước thủy triều chưa có rút xuống xa bờ. Tức là chưa có con đường để đi qua đảo Hòn Bà đấy cô chú ạ. Giữa trưa nắng. Còn bên này thì chú quang trà đã nhìn thấy đàn cá rồi. Rồi, chú đã nhìn thấy đàn cá rồi. Hy vọng rằng đàn cá này sẽ được chú kéo lên đây. Đây cả nhà ơi, cả nhà cùng xem này. Đó. Rồi. Ôi trời ơi. Lần này không biết là điều gì sẽ xảy ra, có được nhiều hay không đây. Cả nhà cùng chờ xem nhé. Thế chú ấy quăng một cái là mình phải lia máy qua luôn này. Thế nào? Rồi, có vẻ là bị hụt rồi các bạn ơi. Đó. Tiếc nha. Thì chờ mãi thì cũng đàn cá cũng mới vào gần nhưng mà quăng một cái này nó đã hụt rồi. Những lần quăng chài như thế là rất là tiếc các bạn ơi. Vì mỗi lần quăng chài mà hụt như thế thì đàn cá nó lại đi ra khá là xa. Phía bên đảo thì cũng có nhiều người qua bên đấy khá là sớm. Câu cá nữa các bạn ạ. Chủ yếu là qua sớm để câu cá đây, như là tìm các loại hải sản. Để quay được những video những lần quăng chài đấy thì Phan Đà Lạt cũng phải ngồi chờ cô chú ạ, ngồi chờ rất là lâu nha. Thì mới quay được cảnh các chú các anh người dân ở đây quăng chài. Rồi, cố lên. Lần này không biết là có được hay không. Đây là lần quăng chài thứ 3 của chú anh chị ơi. Nhìn mà thấy
cá mà lao lao lên lưới ấy, thì đúng là sẽ được nhiều đấy. Nhưng mà nhìn thì không thấy thế này. Thủy triều rút khá là nhanh. Kéo thấy nặng nặng tay và giật giật tay như vậy là cũng rất là hy vọng của chú chị ạ. Những lần kéo cá mà quăng chài ấy, mà thấy người quăng chài mà kéo mà tay mà cứ giật 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 ấy, thì đấy là hầu như là được nhiều nha. Ôi, ôi là trời ơi, lần này thì quá nhiều luôn. Cũng được ký, 2 ký đấy. Nhiều quá. Ôi trời ơi, toàn cá bự thôi này. Đấy. Đây các bạn. Đó. Rất là... cá rất là tươi nha các bạn ơi. Rồi. Xem đã. Này các bạn có thể xem cá chú gử. Đó. Rồi rồi. Cá đối vậy là tươi lắm các bạn, cá sống luôn mà. Vẫn còn rất là nhiều đàn cá nữa các bạn. Các bạn xem. Đó. Khá nhiều. Bây giờ là cùng chờ xem mẻ quăng chài thứ tư của chú anh chị và các bạn ơi. Mẻ quăng chài đầu tiên thì được không được con nào, mẻ thứ hai thì được 2 con và mẻ thứ ba thì được khoảng cỡ 2 ký. Mẻ thứ tư này thì không biết thế nào đây, chúng ta cùng chờ xem nhé. Giờ này tuy là còn đang rất là nắng gắt nhưng mà cũng có các bác, một số bác đi ra ngoài khu vực này để tìm những con hàu sữa này. Ngoài hàu sữa ra thì nếu mà may mắn ấy, thì còn có thể tìm được những con cua, con cốm lớn và những con ghẹ nữa. Trước mắt cô chú anh chị là con đường đi qua đảo Hòn Bà. Giờ này con đường chưa có xuất hiện, sóng còn bao phủ qua trên. Đấy. Đảo Hòn Bà thì còn rất là trống vắng luôn, chưa có một ai. Mới có 3-4 người hồi nãy qua bên đó thôi. Thường vào những ngày lễ, những ngày rằm này, rất là nhiều bà con, người dân thập phương đến với đảo Hòn Bà. Đặc biệt là dịp Tết vừa rồi, thì Phan cũng quay một video đấy. Là coi như là đường lên xuống đảo Hòn Bà thất thủ luôn. Không có lối để đi, nhiều người té lên té xuống, lăn từ trên xuống luôn. Đấy. Vào những ngày rằm ấy, thì cũng rất là đông người nhé, chủ yếu là bà con, người dân, những người biết về đảo Hòn Bà này và những người khách du lịch này ở các tỉnh lân cận Đồng Nai, Bình Dương cũng khá là xa, có các tỉnh như là Lâm Đồng nữa, Bình Phước nữa, đông lắm, bà con tứ xứ luôn đấy. Rồi, chú đã nhìn thấy đàn cá rồi. Và đây là lần quăng chài thứ tư. Không biết là lần này với lần quăng chài này sẽ như thế nào đây. Đấy, đàn cá rất là lớn nha. Cô chú chị có thể nhìn kỹ vào màn hình, có thể thấy là những đàn cá nó bơi tung tăng ở trên mặt nước và đôi lúc là nó nhảy lên bên trên mặt nước.
chú đã nhìn thấy. Và Phan cũng nhìn loáng qua thì cũng có nhìn thấy. Thường thì những đàn mà có những con mà nó nhảy lên mặt nước ấy là nó rất là nhiều. Và đàn đó là thường là rất là lớn nha, cá lớn lắm. Chủ yếu là cá đối nhiều. Mùa này cá măng này, cá đối này vào bờ khá là nhiều. Rồi, đây gọi là đi săn cá luôn các bạn ơi. Cố lên chú ơi. Ôi là trời ơi. Lần này không biết là mẻ này có được nhiều hay không. Trời. Chú đã đi săn lùa đàn cá này từ xa xa phía đằng kia về đây luôn các bạn. Cùng xem thành quả xem. Xem những cảnh này rất là đã mắt luôn. Đi câu đôi lúc là đã mắt rồi. Nhưng mà xem quang trài này này mới cảm giác là nó một cái tầm đã mắt khác. Bởi vì mỗi lần mà thấy kéo cá lên đấy, có đôi lúc là không phải riêng một loài cá đối của chú chị ạ, mà có cả những con cá măng đi theo đoàn cá đối nữa. Nhưng mà thường thì đấy cũng là hiếm, nhưng mà mỗi lần quang trài thấy nhấc lên mà thấy nặng và trắng hết ở dài đấy thì quả thực là xem mà thích nha. Ôi trời ơi, quá đã luôn. Đó, đàn cá là đã được kéo lên đây rồi các bạn này, xem này. Đấy, xem đã chưa. Quả thực là rất là kỳ công luôn. Phải là người thực sự có kinh nghiệm thì mới thu phục được những đàn cá như thế này. Trời ạ. Mẻ thứ tư các bạn ạ. Chúng ta cùng chờ xem mẻ thứ năm các bạn ơi. Đến mẻ thứ năm có khi là video là cũng khá là dài rồi đấy. Đây các bạn xem này. Đấy. Giờ này đường qua đảo Hòn Bà cũng chưa có xuất hiện các bạn ạ. Chú đã phát hiện ra đàn cá này rồi. Đã phát hiện ra đàn cá lớn này rồi. Tiếp tục quang trài các bạn ơi. Rồi, mẻ thứ 5 các bạn. Mẻ thứ 5 xem lần này sẽ như thế nào. Phải nói là những lần quang trài như vậy ở khu vực này hôm nay trong video này quá đã mắt các bạn ạ. Liên tục những đàn cá được kéo lên, cho dù là chưa có đàn nào được khoảng 5 đến 7 kg nhá. Nhưng mà xem rất là thích mắt luôn các bạn ơi. Mẻ thứ 5 rồi các bạn. Rồi, để xem thế nào. Mẻ cá thứ 5. Lần này thấy chú ấy kéo hơi khát tay các bạn. Thấy kéo là tay hơi khác này. Ôi là trời ơi. Trời ơi, quá đã luôn các bạn ơi. Đấy, mẻ cá thứ 5 lại tiếp tục được kéo lên các bạn ơi. Đó. Ê các bạn cùng xem này. Trời ơi, đã chưa. Đấy. Ôi. Quá đã luôn. Rất là nhiều. Trong lúc chờ xem mẻ cá thứ 6 thì
Cô chú chị và các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Bởi vì giờ này là vào đầu giờ chiều rồi. Lúc này là khoảng hơn 2 giờ chiều rồi. Thì cá bắt đầu là vào nhiều này. Khi mà cá đối vào ấy, vào khoảng từ 2 giờ đến khoảng 4 giờ chiều cô chú chị ạ, thì sẽ rất là nhiều cá đối vào gần bờ. Càng về sau như cô chú chị và các bạn xem từ đầu giờ đến giờ đấy, là càng những mẻ lưới về sau thì càng kéo được nhiều hơn. Đấy, những lần quăng chài về sau này, càng về đầu giờ chiều thì lại càng được nhiều cá. Lần thứ 5 này thì sẽ không biết là thu hoạch được những loài cá nào nữa thì ngoài cá đối ra. Cùng chờ xem thôi.